các bạn, cô là Nguyễn Hằng Nguyễn Linh, đã tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ văn hóa Hàn Quốc trường Đại học Hà Nội, hiện đang là giảng viên của trung tâm tiếng Hàn Shop. Cô đã có topic 6 và đang theo học thạc sĩ ngành ngôn học. Với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy cũng như kiến thức cô đã tích lũy được khi còn ngồi trên ghế nhà trường cũng như trong quá trình công tác và làm việc người Hàn Quốc, cô hy vọng rằng sẽ cung cấp phương pháp dễ hiểu nhất giúp các bạn học tiếng Hàn một cách có hiệu quả, tiết kiệm thời gian và ứng dụng được nhiều nhất vào trong thực tế. Chắc hẳn trước khi đến với video này, các bạn sẽ có một thắc mắc, đó là gì? Liệu tiếng Hàn có khó không? Hay là có nên học tiếng Hàn không? Bây giờ cô sẽ giải đáp thắc mắc đó giúp các bạn nhé. Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong các vùng lãnh thổ và quốc gia đầu tư vào Việt Nam thì Hàn Quốc hiện đang có số vốn lớn nhất. Ngoài ra, thị trường lao động Hàn Quốc cũng đang mở cửa trở lại, dự kiến trong năm nay sẽ đón nhận khoảng hơn 3.000 người lao động Việt Nam. Chính vì thế, nhu cầu học tiếng Hàn ngày càng nhiều, trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, không thể không kể đến làn sóng văn hóa Hallyu đã mang âm nhạc, phim ảnh Hàn Quốc ảnh hưởng mạnh mẽ đến châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Đó chính là lý do khiến tiếng Hàn hot hơn bất cứ ngôn ngữ nào khác. Nếu như học tiếng Anh 12 năm mà không thể nói tốt hay giao tiếp như người bản ngữ, tiếng Nhật và tiếng Trung quá nhiều chữ hay viết khó do chữ cái nhiều tiểu tiết thì chắc chắn tiếng Hàn nên được lựa chọn. Theo một nghiên cứu khoa học, bảng chữ cái tiếng Hàn được coi là một trong những bảng chữ cái khoa học, dễ học và dễ viết nhất. Chỉ cần học thuộc bảng chữ cái là có thể đọc được bất cứ văn bản tiếng Hàn nào. Chính vì vậy, việc nói như người bản ngữ là điều không hề khó. Hơn nữa, giữa tiếng Hàn và tiếng Việt có khá nhiều nét tương đồng cũng giúp ích nhiều cho người học trong quá trình học. Khóa học tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt được xây dựng để hướng đến